Ok, xin chào các bạn, chào các bạn đến với chơi độc mình. Thế hôm nay mình chọn nhau chơi với cả Six với Legacy các bạn nhá. Rồi thì trước cái video thì người like xin kính nha. Thì các bạn nhìn cái này có vẻ rất là cool cool. Thằng này chơi lại content à, thằng này láo. Không, không, mình không làm như thế. Mình không làm như thế quân ơi. Ok ok, đây chính là chùm zombie khổng lồ với cả một đội quân của nó. Bây giờ chúng ta sẽ thử nhá. Đầu tiên mình sẽ cho con da stone ra, một con thôi. Đấy. Rồi sau đó mình sẽ chờ bọn tank hitter ra quán nhà đây để mình chờ. À không, bọn tank bình thường thôi, bởi bọn tank hitter nó quá là mạnh. Đấy. Và sau đó các bạn sẽ biết sau. Đây các bạn ơi, đây rồi, đây rồi. Ô, Zastone cùng với đàn Zastone mini con ơi. Ok, chờ để xem liệu đâu mới là vua zombie, zombie bình thường hay là zombie khiên. Đấy, từ để tăng tốc độ lên cái để cho bọn này vào hàng nhanh, ok chưa? Mình sẽ tăng tốc độ lên để cho gọi là đúng 10 giây cuối cùng. Đẩy lên cùng lúc nó mới công bằng. Đẩy lên cùng lúc không cho con nào đánh trước, không cho con nào đánh sau. Ok ok. Lên. Nào. Đùm 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 đùm. Solo kill, solo kill. Solo kill anh em ơi. Được rồi. Mày chơi. Úi giời ơi. Mày chơi à? Đâu xem nào, xem là zombie tank hay là zombie bình thường như phản titan anh em. Thực ra đây là con to này, con zombie to này này, bên đỉnh nhá. Đấy. Nó là một con da stone nhưng mà không có khiên. Đấy, đơn giản đấy thôi. Để xem liệu có khiên hay là không có khiên chơi ấy hơn con ơi. Tất nhiên là có vẫn hơn không đúng không? Đấy, có còn hơn không cơ mà. Nhưng mà chưa chắc Darwin, chưa chắc Darwin. Oh no. Nhưng mấy con zombie tank chúng ta đã hạ được hết rồi. Oh no. Rồi. Ok chưa kìa. Lên đùm. Được rồi anh em ơi. Ok chưa. Ui giời ơi. Con zombie không thể nào mà ăn được em ơi. Ôi rồi. Mặc dù là ấy nhưng mà rất là trâu con nhá đấy. Mặc dù là yếu thế, cắn rất yếu nhưng được cái rất là trâu quên à. Mission fail. Như vậy là zombie có khiên vẫn mạnh hơn anh em ơi. Nói chung ý là không có cửa đâu. Zombie có khiên vẫn mạnh chán. Ok chưa. Tiếp theo sẽ là mình sẽ chọn con nào đây. À mình có thể phóng to kích thước. À đây được này. Ok chưa, bởi vì mình có thể phóng to kích thước thì mình có thể làm tất cả với mọi con anh em ơi. Chẳng hạn thì mình sẽ chơi con còn đây đâu ta, còn zombie nhảy nhảy em ơi, con zombie nhảy nhảy đâu rồi, con runner, con không phải con runner mà là con nào, từ con này để mình skip con này. Ok, titan runner với cả lợn quên của nó. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19 20, 21, 22, 23, 24. Đấy, 24 con runner con này, ok chưa? Thế nào, runner hay là zombie thông thường sẽ chiến thắng đây? Căn bản là mình không có thời gian để mình chơi cái trò kia đây, mình chơi cho đẩy trước con ơi. Đấy. Solo kill, zombie runner hay zombie thông thường chiến thắng đây? Ok chưa? Được rồi. Úi giời ơi, đúng rồi, dọn zombie thông thường quá là phẹn. Mà mới đánh từ mấy chiều mà đã hẹo rồi anh em ơi. Ui giời ơi. Thế này là dở rồi. Nhưng mà bù lại là con. Ui. Không ngờ gặp phải thằng liều. Ô bất ngờ quá. Mình tưởng tấn công trước là sẽ thắng cơ. Ui giời ơi. Bất ngờ chưa. Tiếp theo sẽ là Kaider các bạn nhá. Mình cho đúng một con thôi. Đấy. Và sau đó mình cho tốc độ lên để cho nó để cho nó tải nó đẻ trên này. Một này. Để mình ngoài ăn thôi, tắt này đi. 2 nè 3 nè. Bao nhiêu? 4 rồi nè. Mỗi lần đẻ khoảng ấy 4 con đúng không? Ok chưa. Và thêm một lần nữa. Ok. Kaider cùng với đội quân của chúng liệu có thể thắng được đội quân zombie ăn được không anh em ơi? Đấy, ok chưa? Tất nhiên là nếu như mà mình cho một con Kaider Titan với cả một đội quân Kaider nhỏ ở trong thì hơi bá quá anh em ơi. Với lại máy mình sẽ bị nổ tung anh em ơi, chứ mình không muốn nổ máy anh em ơi.
Ok chưa, mình chỉ chơi như vậy thôi. Ok. Tèo 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 tèo. Tí nữa sẽ đội quân chất độc bạn nhá. Nào, xem liệu đâu mới là đội quân zombie mạnh nhất. Đùm 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 đùm. Tèo 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 tèo. Mày nhờn. Solo kill, solo kill. Oh no, zombie tìm do zombie hàng thiêu. Thì mình hàng phép bạn ơi, thế này bọn nó khỏe quá. Ôi, không sao, triệu hồi đi, đúng rồi. Triệu hồi mạnh lên. Triệu hồi mạnh lên. Đúng rồi. Triệu hồi mạnh lên. Ôi dồi ôi, không ăn được rồi anh em ơi, không ăn được rồi. Méo ăn được rồi anh em ạ, ấy nó khỏe quá. Nó vừa đông vừa khỏe, zombie thì mình còn chưa cắn được cái nào, không sao. Cây đánh rồi. Cây lấy được 75 máu nhưng mà cây đánh đơn mục tiêu. Ôi dồi ôi, đánh đơn mục tiêu thì bọn này đông vãi thế này, ăn kiểu gì. Thôi xong rồi. Thôi xong rồi. Toang rồi. Ôi dồi ôi, 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 ôi. Bọn zombie cắn 24 máu. Lực thật sự nha, lực thật sự nha. Ok, quên ơi. Nói chung là thất bại rồi. Giờ mình mới nhận ra chứ là cái con zombie khổng lồ ấy thì nó đánh được 8 máu nhưng nó trâu. Còn con zombie nhỏ nhỏ này này, máu ít nhưng mà đánh 24 máu. Ui ơi, tiếp theo xem bọn này bọn nhá. 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27. Chết mựa rồi, lỡ cho hơi nhiều anh em ơi. Thôi lỡ cho rồi, 28, 29, 30. Lỡ cho rồi anh em ơi, thôi không sao đâu. Rồi, đây. Ok. À, hình như là có một số, hình như đấy mình đoán này nhá, hình như một số bạn hỏi là làm sao để có thể gọi là kiểu rằng là thử thách các thứ đấy, đó chính là các bạn comment những con mà các bạn muốn mình cho ra. Đấy, như con mà các bạn muốn mình cho ra, sau đó mình sẽ dùng là một cách nào đó để hạ các bạn, đơn giản thế thôi. Đấy. Nào 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 nào. Liệu 30 con zombie ném axit thì có ăn được không bạn ơi? Đây là mình cho nhiều hơn đấy nhá. Đây là mình cho nhiều hơn so với bọn bình thường đấy nhá. Mà còn không ăn được nữa thì đúng là chịu luôn anh em ạ. Nào sao nào sao nào sao nào. Bọn zombie kia bắt đầu tiến lại gần rồi. Ô bọn zombie. Bọn zombie team mình là đánh cái thời gian, chúng nó đánh nhất thời, tức là đánh rất là nhanh mà này. Đấy. Đánh đám rất là to. Ôi giời, chúng nó tràn vào rồi, chúng nó tràn vào. Đúng rồi, cố gắng lên hạ đi, hạ nó đi. Đúng rồi. Cố lên hạ nó đi. Hạ được không? Hạ được không? Hạ được không anh em ơi? Hạ được rồi. Hạ hết được mấy con chủ lực rồi anh em ơi, còn đúng một con to xác mà phế vật vãi. Ok chưa? Còn đúng một con to xác mà siêu phế vật luôn. Chả làm được gì cả. Ấy boy. Được rồi, tăng tốc độ lên. Ôi nôi, đừng bảo nó cân hết nhá. Đừng bảo để nó cân năm nhá. Ôi ôi, không cân được rồi, không cân được đâu. Ui giời ơi. Anh nghe nó thấy cái gì chưa? Nhưng mà zombie axit là chiến thắng các bạn nhá. Đấy. Cái này là do mình cho cùng đồng loại thôi, chứ còn bây giờ mình cho một con da stone titan. Sau đó là mình cho mấy con da stone bình thường nhỏ nhỏ này nó khỏe. Con cây cũng tương tự như vậy em ạ. Tiếp theo sẽ là con gì đây? Rất nhiều zombie bữa nay, xem nào, để mình xem nào. Con zombie nào ông ta? Bia stone. Tank leader. Tank zombie kai. À zombie kai bữa nay, ok. Zombie kai, để cho một con trước đây, một con titan. Vì con zombie kai này cũng tương tự như là cái con kai rider. Đấy, thế nên mình sẽ không thiên vị cho nó gì hết cả, mình sẽ để như vậy. Đấy. À, một con này nó triệu hồi gà lắm anh em ạ. Con này triệu hồi hơi gà nhỉ. Cho con gì ra đây ta? À đây. Mình cho 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Đấy, 12 con giặc mình được. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Đấy, ok chưa? Nào, Kaider Titan cùng với đội quân của hắn liệu có thể win được không đây? Lên, nó cho anh em đâu lên, đùm đùm đùm. Tất nhiên bọn đầu tiên là sẽ hẹo rồi. Ôi giời. Ok chưa. Được rồi. Yeah boy.
Mày nhìn, mày nhìn. Láo mày, láo mày. Ui giời ơi. Cân được không? Cai Titan có làm được gì không đây? Ui giời, bọn zombie acid đang làm rất tốt bọn ơi. Được chưa? Ôi, con zombie acid đang làm rất tốt, rất tốt. Liệu hay không đây? Wait a minute. Mày nhờn, mày nhờn. Được rồi, anh em ơi. Cắn đi, đúng rồi, cắn mạnh lên. Cắn mạnh lên. Đúng rồi, cắn mạnh lên xem nào. Ui. Không ăn được rồi, anh em ạ. Không ăn được rồi. Oh my god. No, my god. Đâu rồi. Thôi. Mình chỉ cho 1.000 máu thôi. Thế nên là rất là trâu con này. Đâu rồi, mình sẽ tốc độ lên phát. Không ăn được anh em ạ. Không ăn được. Ok chưa. Lần này mình sẽ cho khác đi. Mình sẽ cho tất cả các loại zombie. Nhưng mình sẽ để cho phiên bản Titan của nó. Con này đầu tiên sẽ con Kai này. Tiếp theo sẽ là con zombie leader này, con này phải 10.000 máu anh em ạ. Vì con này rất là to, ngay từ đầu nó rất là khỏe rồi. Anh em ạ. Mô tổ đi chậm vãi nhái rồi. Ok chưa. Con này là 1.000 thôi, con này là bình thường 1.000 thôi. Con tanh bình thường đâu, con tanh bình thường đâu ta. Con tanh đâu. Đây con tanh đây. Đây. Zombie Thru này. Zombie Runner này. Đấy, đội quân Titan của đây, đội quân zombie Titan. Được rồi. Những con siêu to khổng lồ đây. Zastone. Kích thước cực đại. Đấy, Zastone kích thước cực đại luôn. Kaider. Siêu cấp Titan luôn. Mà ngoài đúng ngay từ đầu nó rất to rồi. Ok chưa. Ôi chết mượn, mình lỡ cho con này 1.000 máu rồi. Cái cú đi búp gốp mốt luôn cho cháy nhưng mà đấy. Cần cóc thì quan tâm đúng không? Rồi tiếp theo sẽ là tank leader. Zombie tank leader đâu? Đây. Tank leader. Kích thước tương đương với cả bọn kia luôn. Làm gì vậy? Đội quân zombie Titan. Đâu xem nào, còn con nào nữa không? À, còn con zombie bò nữa con ơi. Đâu con zombie bò. Con zombie rising, con zombie riser đâu rồi? Nhưng cái đó sân tôn. The Leader Medic Zombie Research Crowder. Đấy, nghe tên là biết chất liền. Là những con zombie bò. Nghe phèn hẳn. Được rồi, Zombie Research Crowder đúng không? Hết chưa. Zombie Research nữa. Ôi dồi ôi. Zombie Research phiên bản đấy. Zombie bình thường. Ok. Để xem liệu chúng nó có thể làm gì không đây. Với đội quân Titan Zombie con ơi. Được rồi, liệu quan được không đây? À, mình sẽ cho chúng nó tự nộp mạng thôi chứ còn tốc độ lên. Được rồi. 2, 1, go lên. Solo kill zombie, đội quân zombie Titan vs đội quân zombie không Titan. Xem ăn được không bọn đeo xem được không? Ui trời ơi, một đống này. Wow, trời đúng nhiều luôn. Mày chơi à? Nhân. Solo kill. Ui. Không thể nào mà đủ tuổi anh em ơi. Ôi dồi. Méo ăn được rồi. Oh my god. Đâu rồi. Ui con này trâu vãi. Vì đánh như thế mà vẫn sống được. Ui đúng là chưa tẻ trâu anh em ơi. Mắc trâu. Ôi dồi ôi. Win. Đấy, ok. Bởi mình biết win dễ, quá là dễ. Mình sẽ tạo ra thử thách cực kỳ là khó ác bọn ơi. Đây là thử thách cuối cùng. Đó chính là đâu rồi, con zombie tank leader đâu. Đâu con zombie tank bình thường được. 1, 2, 3 4 này, 5 này, 6 1, 2, 3 đúng không? Ok chưa. Ôi chết mượn rồi. Lỡ chân. Được rồi, sao mi tanh đâu. Mình cần con tanh leader cơ. Đâu rồi. Đây stone, đây tanh leader này.
Đây. Ok chưa? Wow, ai có thể hạ được được Titan Gian Leader một tỷ máu. Lần sau sẽ là như thế, có khả năng clip lần sau sẽ là như thế. Đây chỉ là demo thôi. Nào. Ô, triệu hồi đội quân cung vàng, giáo vàng, đội quân Kaider, Jaston, Balabala, các thứ. Triệu hồi chú Kit rồi, Kichu đâu, Kichu đâu, Kichu, bu 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 lên nào, đùm 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 đùm, ai có thể hàng được cay đâu, tí máu, à nhầm, gian gian lít tàn gian lít đâu, tí máu, bắn đi, đúng rồi, bắn cái ca lên, bu 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 bu, ui ui ui, con này bắn bắn như giấy luôn anh em ạ. À. Wow, cậu vẽ một tí máu cực trâu. Trâu quá, trâu quá. Trâu quá anh em ơi. Khỏe quá. Trâu quá. Ôi rồi, được rồi, mình sẽ tăng à, trong cái này nó méo có tăng đam anh em ạ, hơi buồn. Ô nó thắng được à. Mặt trời à, mặt trăng lặn con ơi. Ok con ơi, nhưng thôi chắc đi mình này kết thúc bạn này thì like xin nha. Thôi, tạm biệt tất cả các bạn. Bye bye.